chi tiết. Trích từ sách Ngày Mai Của Những Ngày Mai, tác giả Nguyễn Ngọc Tư. Sáng nay lại khổ sở vì chi tiết. Hăm hở vác máy ảnh, giấy bút lại cơ quan tiếp dân. Không gặp nhân vật đâu, chỉ thấy vài người dân cặp nách giấy tờ, bồn chồn đứng nép bên cổng, vẻ chờ trông. Một lão nông liên tục đổi chân trụ. Chị phục vụ chắc đã quen với mấy cảnh này, nên chỉ mời cà phê cho mỗi mình nhà báo. Cô ngó ngoài sân, thấy cồn cào. Như thể những giọt cà phê nghi ngút khói kia từ phin rơi thẳng xuống lòng chữ, chẳng phải vào ly. Cuối cùng nhân vật cũng tới. Chực thấy anh qua cổng thì bài báo của cô lập tức trụi ngọn, như bị hát nước lạnh. Không, chính xác là bị cây tăm đang đỏng đảnh ngoắc ngoắc trên khóe miệng nhân vật chọc thẳng vào mắt. Nói cho cùng thì cây tăm không có lỗi, nó được tạo ra là để xỉa răng, nhưng nhiều lúc nó biến thành biểu tượng của sự phè phận, thỏa mãn, vô cảm. Một người có cởi mở, nhiệt thành đến đâu, cái tâm tốt đến đâu, cũng bị đè bẹp bởi bề ngoài vô duyên và vô tình khi cây tâm cứ nhịp theo lời nói. Cô nghĩ vậy, cô xách xe ra về, tự trách mình hay làm hư việc bởi những chuyện không đâu. Chi tiết hành cô không phải lần đầu. Có lần xuống địa phương, hầm hở lặn lội trên những con đường quê dòng dèo, thấy những đứa trẻ đi học về ngoi ngớp trong mưa, thương quá. Nhát thấy anh chủ tịch xã, cười khoe 8 cái răng bịt vàng chóe, bỗng thấy mệt muốn ngất đi. Có lần đi mua mấy hộp sữa cho con, thấy chị bán hàng chửi người ăn mày soi sói, cô bỏ đi mua chỗ khác. Có lần đi đất mũi, thấy người ta xây ở đó một nhà rông kiểu Tây Nguyên, cô hết muốn quay lại. Có lần định viết gương người tốt việc tốt một cán bộ đoàn, nhưng ngặt nỗi anh này hay khệ nệ cái cặp táp dày ù, móng tay thì để dài. Có lần cô tự làm cuộc sống của mình mệt nhoài, nhưng không từ bỏ được vì ngấm nỗi buồn chi tiết trước khi vào nghề viết lách. Cô dở toán bởi thầy dạy toán hay giơ tay ra bộ đếm tiền vào đầu tháng, làm thót ruột mấy đứa học thêm. Cô ghét tham gia những cuộc thi của trường chỉ vì câu nói làm cho có phong trào để cuối năm trường mình được xếp loại khá của người phụ trách. Có những quán cà phê cô chỉ đến một lần, nhưng lần đó bị tra tấn bởi thứ nhạc kiểu "Em biết tôi yêu em mà em từ chối tôi, làm tôi đau, tôi thương, tôi buồn". Thấy dài ngoằng vậy chứ chỉ là tên của bài hát thôi. Thần tượng nhà thơ nọ, nhưng bắt gặp cọng bún khô queo quắt trên bộ rau ong, cô buồn hết mấy bữa. Cô hay rước bực dọc vào mình chỉ vì tấm pano tróc sơn loang lổ ở quảng trường, tiếng chuông điện thoại bằng giọng con gái ổng ẹo, hay lá cờ siêu dẹo trên cổng cơ quan. Đáng ra được thanh thản, nhưng cô cứ rối bời. Cô hay tự lừa dối mình rằng ta là người phóng khoáng. Té ra không phải, cô rất trọng tiểu tiết. Có lần gặp lại người yêu cũ, cô ngồi nhắc lần gặp đầu tiên. Mắt anh lúc đó, miệng anh cười lúc đó, tóc anh lúc đó, và kiểu áo anh hay mặc, những câu anh thường nói. Cô ngó anh, cười bảo, đi đâu gặp mùi nước hoa cũ là em nhớ, ngày xưa thơm lựng trên áo anh. Mỗi câu nói như một mũi kim buốt vào lòng, cô cảm giác vậy. Anh ta ngẩn ngơ, vậy à, vậy à, rõ ràng. Chi tiết làm anh ta xúc động đến thảng thốt. Cô đọc được sự bối rối của một kẻ không nhớ ra những gì người khác nhớ tăm tắp.
Rốt cuộc, dường như chỉ phụ nữ là nhớ đầm, nhớ sâu. Những chuyện không đau.